Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn guitar thực hành bài số 2, đó là âm dây đô trưởng và âm dây la thứ. Chúng ta cần phải học âm dây để làm gì? Để solo một bài nhạc, để đánh intro hoặc là dạo một bài hát, hoặc là để kết thúc một bài hát. Và các nốt mà các bạn đã đàn ở bài trước là những nốt bình thường, có nghĩa là không thăng, không giáng, thì người ta gọi đó là âm dây đô trưởng hoặc là âm dây la thứ. Đến đây thì các bạn sẽ thắc mắc, vậy thì âm dây đô trưởng và âm dây la thứ giống nhau? Đúng, âm dây đô trưởng và âm dây la thứ giống nhau, các nốt đều giống nhau, nhưng chỉ khác nhau ở chỗ là nốt kết thúc. Nếu như chúng ta kết thúc ở nốt la thì đó là âm dây la thứ, và nếu như chúng ta kết thúc ở nốt đô thì đó là âm dây đô trưởng. Và khi áp dụng, nếu như đối với đô trưởng, nếu như mà các bạn bắt đầu từ nốt đô chạy xuống nốt đô và ngược lại thì đó rất là rõ ràng âm dây đô trưởng. Nhưng nếu như chúng ta không bắt đầu bằng nốt đô cũng không sao, nhưng phải kết thúc ở nốt đô. Và tương tự như la thứ cũng vậy, các bạn phải nắm rõ phần này. Bây giờ chúng ta đi vào phần thực hành trên đàn guitar. Đây là những nốt không thăng không giáng chúng ta đã học ở bài trước. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần la thứ. Thì đầu tiên các bạn phải biết nốt la nằm ở đâu trên đàn guitar. Đây là dây số 5, dây la. Chúng ta không bấm, chúng ta được nốt la. Đây là cũng là nốt la ở dây số 3. Và đây là nốt la ở dây số 1. Các bạn không cần quan tâm đến nốt la ở dây số 3. Chúng ta chỉ để ý đến dây nốt la ở dây số 5 và dây số 1. Bây giờ tôi sẽ chạy từ nốt la ở dây số 5 xuống nốt la ở dây số 1. Các bạn có thể dùng đó làm để kết thúc một bài hát, ví dụ như bài Hải Trắng. Gọi mãi tên nhau. Hết bài. Hoặc là các bạn có thể bắt đầu bằng một nốt khác nhưng mà kết thúc ở nốt la như sau. Ví dụ như dạo một bài nhạc nào đó ở tông la thứ, thì các bạn cứ chạy những cái nốt mà chúng ta đã học như bài trước. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp đó, ví dụ như vậy. Đó là về phần la thứ. Còn về phần đô trưởng thì sao? Đầu tiên chúng ta cũng phải biết nốt đô nằm ở đâu trên đàn guitar. Đây là nốt đô ở dây số 5. Đây là nốt đô ở dây số 2. Và đây là nốt đô ở dây số 1. Nhưng chúng ta cũng không cần quan tâm đến nốt đô này. Chúng ta chỉ quan tâm đến nốt đô ở dây số 5 và nốt đô ở dây số 1. Ví dụ các bạn có thể dạo một bài nhạc ở tông đô trưởng. Chúng ta cứ đánh những nốt mà chúng ta đã học trong scale vừa rồi. Hỡi em yêu, xin em đừng buồn. Ví dụ, hoặc là các bạn cũng có thể kết thúc một bài nhạc. Các bạn áp dụng âm dây đô trưởng và âm dây la thứ để chúng ta có thể dạo một bài nhạc hoặc là kết thúc một bài nhạc rất là dễ dàng, không cần phải đúng nhịp gì cả, các bạn chỉ cần đánh theo cái cảm giác, cái feeling của mình thôi. Và các bạn nhớ đón xem những bài kế tiếp, tôi sẽ hướng dẫn tiếp những âm dây khác và nhiều cách áp dụng phong phú hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài kế tiếp.